Nhân dịp đầu năm mới Nhâm Dần 2022, sáng nay ngày 11 tháng 2, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến thăm động viên ra quân sản xuất đầu năm và kiểm tra thực tế một số hạng mục dự án tại quần thể khu du lịch sinh thái Bà Nà Suối Mơ. Trong không khí xuân mới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng năm mới đến công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời Sun Group và ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp với những sản phẩm du lịch ấn tượng, nhất là quần thể khu du lịch sinh thái Bà Nà Suối Mơ, góp phần đưa du lịch Đà Nẵng lên tầm cao mới, đẳng cấp và chuyên nghiệp. Sun Group cũng là đơn vị tích cực chung tay đồng hành cùng thành phố, triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Với những kết quả đã đạt được, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong muốn trong năm mới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy vai trò, vị thế, có những bước tiến mới, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của thành phố. Ngày đầu năm mới, tôi rất là hy vọng là hôm nay cũng như là một cái nhân duyên để chúng ta ngồi lại với nhau và cùng có một sự cam kết đồng hành để cùng nhau đầu tư cho cái sự phát triển của các cái sản phẩm du lịch mới và làm mới các cái sản phẩm cũ để tạo ra các cái sản phẩm để thu hút các cái khách du lịch, đưa Đà Nẵng trở lại với cái vị thế là số 1. Cũng trong dịp này, lãnh đạo thành phố đã đến tham quan thực tế các công trình tại quần thể khu du lịch sinh thái Bà Nà Suối Mơ. Hiện nay, khu du lịch này đang tích cực trùng tu, bảo dưỡng, trồng cây mới, làm đẹp cảnh quan. Song song với đó là đào tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ, kiến tạo thêm những sản phẩm mới nhằm đem đến những trải nghiệm mới mẻ, bất ngờ cho du khách khi du lịch mở cửa trở lại.